Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox The Hidden Alpha. Thì đây là cái game thuộc dạng chiếc cá mập. Thì mình sẽ vào vai những cái thằng thợ lặn. Thì nói chung là vào hai vai, một là cá mập, hai là thợ lặn. Mà cá mập là chỉ có một thôi, thợ lặn là hơi bị nhiều ấy. Đó, nhiệm vụ ở bên của thằng thợ lặn á, là phải giết cá mập hoặc là sống sót. Đây mình mặc đồ giống vậy nè, cái này buộc buộc là nhìn góc nhìn thứ nhất luôn, không có chuyển sang góc nhìn khác được. Mà cá mập này nó của mình cũng chưa biết cá mập này nó làm sao nữa. Bây giờ phải đi quá, nó xuất hiện rồi kìa. Ủa, nó cũng khá là trâu ấy, nhưng mà ui, thôi 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 anh ơi, chết em á, chết á, đừng có đùa. Nó thì có thể bơi lên cao, bơi xuống, bơi thấp gì cũng được hết á. Ok, nó sắp chết rồi. Yeah, wow. Oh, mừng vãi. Không là nó cắn mình một phát nữa là mình chết rồi. Nó cắn chỉ cần 3 phát thôi là chết liền luôn. Game này được cái là nó vô game khá là nhanh, không phải đợi lâu như mấy game khác, chỉ cần 2 giây là vô rồi. Thì shop của nó nè, đầu tiên là nó cho mình cái pistol là cái súng bình thường á. Cây súng thứ hai là revolver. Revolver là mấy cái loại súng mà ở trong ok được rồi, thì là mấy cái loại súng ở trong Murderer á. Còn cái thứ ba là súng shotgun. Thì ở bên bên cá mập nó cũng có mua nữa, nhưng mà mình cũng chưa biết là tác dụng của bên cá mập là cái gì. Hình như là tăng độ máu hay sao ấy, mà hình như được xài được có một lần. Cống tiền mà xài được có một lần à. Cái này mà làm trong chơi game này á là cũng không ham muốn gì làm cá mập đâu. Nói chung là tụi nó mà đứng bù đông lại coi như là cá mập chết sớm luôn. Nó nã một phát là cá mập cỡ nào cũng chết. Cái này có cái gì nè, nên là một đống người xuống đây xâm chiếm cả cái đại dương của nó, nên là nó ghét quá, nó đi nó cắn người. Chứ nó đâu có ham muốn gì nó cắn đâu ha. Nghĩ lại thấy cũng tội nó thiệt. Tự nhiên khi không bị chết, nhắm xịp thiệt. Ủa sao không thấy nó đâu trơn vậy? Hình như mình mới thấy. À chưa, chưa có thấy. Đây một đống đây. Nói chung là game này là đứng tập hợp, đứng cái này đoàn kết là chết, đại lộn đoàn kết là sống nha. Đi độc lập là chết luôn á. Mà cũng hên xui là nhiều khi gặp cá mập mà nó hứng nó đè có mình ra nó cắn này thôi. Cỡ nào cũng chết. Ủa cái này là gì vậy? Ủa cái này là gì ta? Fertilizer hả? Mình cũng biết nó là cái gì nữa. Ồ, cặp chung ở đây hơi bị đông ấy. Ủa mình đang ở dưới đáy đại dương nè. Không thấy gì luôn á, mà câm à. Nên là cá mập nó xuất hiện đường nào mình cũng không biết nữa. Nãy giờ chả thấy nó đâu hết á. Map này công nhận rộng thiệt. Máu của con cá mập nằm ngay góc phải dưới nè. Ôi shit, cá mập chết luôn. Không phải chết mà là nó ao ra rồi. À, để mình coi, chắc mình không biết mình nên mua revolver hay là mua shotgun nữa. Shotgun thì có 850 lận. Hiện tại giờ mới có 120 à. Còn phải ít ra còn phải thắng cái mấy lần á, thắng cái mấy lần nữa mới đủ tiền mua. Ice. Mỗi lần muốn tắt cái đó kiểu đó mệt thì có chứ, phải bấm escape ra nè, rồi chọn chuột vô đó rồi bấm tắt cái bảng nó đi rồi mới tắt được cái đó. Chứ còn không là nghĩ tắt luôn. Hồi chết rồi, xung quanh đây chả có ai hết. Hiện tại giờ mình đang một thân một ngựa, chết cha rồi, mình thấy rồi, chết cha rồi, cuộc đời bế tắc luôn. Đâu, thôi anh ơi. Thôi, shit, trời sao mà nhỏ dữ vậy. Coi như nó spawn ra đúng ngay có một chỗ, có một mình nè.
Ok, bắt đầu chương mới thôi. Hồi nãy là spoil ra ngay cái chỗ mà không có thanh, không có một đống, không không có một bóng người nào để mà hỗ trợ mình cả. Phải nói là khúc nãy quá nhỏ luôn á. Bây giờ hiện tại giờ là đang có một đống người ở đây nên là mình sẽ đỡ lo hơn. Chứ một thân một ngựa là vẫn lo sợ chết như thường. Cá mập thì nó bơi trên cao mà nó bơi cực kỳ nhanh luôn nha. Ôi ơi, rồi 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 rồi, một thằng chết rồi. Hai thằng luôn cho vây một nữa. Ồ, ba thằng luôn. Wow, kinh khủng. Cá mập này kinh vậy. Nó bơi đi đâu mình không thấy luôn nè. Và bất bất thình lình nó thù thù ra đứng sau lưng cái không không biết đường đâu mà đỡ luôn á. Hai thằng chết rồi. Ok, nó sắp chết rồi. Yeah. Wow, cuối cùng cũng giết được nó. Cái này là game này là phải đoàn kết nha. Đoàn kết là sống á, tách ra là chết á. Thì sống nếu 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 như mà win á thì không phải người nào giết là được nhiều tiền đâu, tất cả đều là tiền bằng nhau hết á. Ok, sao mà mình muốn nói chung là trong game này nửa muốn làm cá mập, nửa không muốn làm cá mập. Làm cá mập mà gặp nguyên đám mà nó nó tập hợp kiểu này thì thôi khổ cho cá mập luôn chứ là sướng ít gì. Còn những gặp thằng nào mà riêng lẻ đó, trời ơi cá mập nó sướng, lúc đó làm cá mập là thoải mái lắm luôn á. Ok, ấy hình hình như là thấy mấy thanh niên này rảnh ghê ta, không thấy cá mập nó cũng mắng bậy đó. Hồi chút nữa cá mập tới đó, lúc đó là đang gài đạn nha, nó cắn cho lòi phèo à. Bây giờ mà cá mập vô là trời rip cá mập luôn á, rip thằng cá mập luôn á. Có luôn hả? Mình đứng núp trong này được nè, mà không biết cá mập nó có thấy bản cờ không nữa. Nếu nếu như nó mà không thấy bản cờ á thì đứng núp trong này là hết bài luôn á. Ê, nó kìa, trời má ơi, mới vừa nhắc xác nó xuất hiện liền luôn. Kinh khủng. Đúng là thằng mập. Trời, bắn điếc lỗ tai thiệt. Què, què, què. Đây nè. Chắc là nó sẽ đi, nó sẽ tấn công ra hướng hướng nào cả. Ok, nó rồi, 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 rồi. Anh có mập, anh sắp chết rồi. Anh chết chắc luôn. Ok. Wow. Bây giờ là mỗi lần giết nó là được 89 pawn. Quá đã. Để coi được bao nhiêu tiền rồi coi. Nãy giờ thắng mới có 4 ván chứ nhiêu. 289. Chà, còn lâu mới mua được cái shotgun. Cái revolver này thì bắn hình như bắn nó hơi chậm, mà không biết đam nó có mạnh không nữa. Mình nghĩ đam chắc là nó mạnh hơn cây súng này, nhưng mà bắn nó chậm lắm. Còn shotgun thì mình không biết, shotgun là bá đạo rồi. Nhưng mà phải bắn ở cửa cửa cự ly gần thì may ra, chứ còn cự ly xa xa thì thôi. Rồi ok, cắt được rồi. Quá đó 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 đó. Hồi nãy là một thằng, bây giờ là hai thằng. Gặp cá mập một phát là đó, gặp thêm thanh niên bắn bậy nữa. Gặp ngang cá mập nó tới cái rồi xong. Đi đời hai thằng luôn, giống như một đấu một chứ không phải là hai đấu một đâu. Sao không gặp ai nữa vậy? Khó đi. Leo lên trên cao này cũng không ổn lắm nè. Sao? Ôi ơi, rung vãi luôn á. Giờ mà gặp cá mập một phát là bây giờ mình không biết nó ở đâu luôn đây coi. Khổ thiệt á chứ. Bây giờ một đám thanh niên kia đâu hết rồi. Bây giờ nó dí hết ba thằng rồi nè. Còn lại ok, gặp rồi. Yeah. Được à ha. Nói chung là kiếm được càng nhiều người càng tốt, đừng có ít quá. Thanh niên này sao cứ bắn hoài ta, biết là đạn vĩnh viễn đó nhưng mà gài đạn lâu lắm, đừng có bắn. Ôi, cá mập nó giết tùm lum thằng rồi kìa. Ok, cá mập sắp chết rồi. Bây giờ mình có đi một mình cũng không có sợ nữa.
Bây giờ có đi đi một bây giờ có đi một mình cũng không sợ nữa. Huống chi ở đây là có ba thằng. Nhưng mà vẫn phải đấy 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 ok mình giết nó rồi. Ngon stream. Mà nhận được có 59 đằng à, hình như là cái hạ survivor càng cao á, cái số người sống á càng nhiều á thì kỳ nó càng nhiều. Còn mà số người sống ít á thì kỳ nó cũng sẽ giảm xuống. Giờ hồi nãy ít kỳ quá nên cũng đâu có được nhiều đâu. Chưa được 350 nữa mà. Thì biết chừng nào mới đủ 850 để mà mua một cây sực gừng. Rồi muốn làm thằng cá mập mà cũng không được nữa, thiệt tình. Sao mình làm nhân vật đặc biệt không bao giờ được á. Làm dân chúng thì nhiều mà làm đặc biệt làm nhân vật chính thì không. Nhỏ vãi thì. Trời ơi, sao bây giờ không thấy ai hết trơn vậy? Ok, thấy rồi. 3 4 5 thanh niên luôn. Ngon. Tránh bị thằng cá mập móc lớp thôi chứ được gì. Chứ nói chung đi đông là vẫn vẫn hơn. Chứ đừng có để như hồi nãy là bị cá mập móc lớp, bị chơi solo với cá mập nữa. Cái đó là khó lắm luôn á. Tại vì cơ bản là mình đang ở dưới nước, mà nước là môi trường sống của con cá mập mà, phải không? Mình cho dù mình có mặc đồ lặn xuống thì mình cũng đâu có lanh gì à, hoạt động lanh lợi như con cá mập được, bởi vậy chết. Bây giờ chỉ sợ con cá mập nó móc lớp sau lưng thôi. Này, mà hên quá đấy là nãy giờ nó chưa có giết ai cả, không biết là nó có đi tìm không nữa. Ở đây hiện tại giờ là đang có 5 thằng nè. Ok, thêm một thanh niên ở đây nữa nè. Ui, sau lưng nè. Đâu? Hồi. Bình khí rồi đồ lặn đầy đủ hết luôn ha. Này không biết mục đích xuống đây để làm gì nữa, săn cá mập hay là đi tìm kho báu hay là gì đó. Mà hiện tại giờ chả thấy con mắm con cái thằng mập đâu hết. Cái này tầm nhìn của nó quá ít luôn á, thật sự là quá ít nên là bây giờ muốn 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 mà thấy được cá mập á là phải đi tìm. Cự game này của nó là hai đình là đi trốn á, nhưng mà vô đây là toàn đi tìm cá mập giết không à. Bởi vậy là nếu như mà cô muốn làm nhân vật chính á, là nửa muốn nửa không. Mà hiện tại giờ có muốn có cho tiền cũng dám làm, để một đống thanh niên đi kiểu này thì chết chắc rồi. Ok, hết thời gian mà không thấy con cá mập đâu hết thì mình sẽ thắng. Ủa? Ồ trời, nhảy nhảy lên không được. Ok, trận này chắc thắng rồi đó. Cá mập nó trốn, nó không phải trốn nữa là nó AFK rồi, thiệt tình. Chơi mà AFK quậy quá. Ok, mình được 64 tiền. Wow. Chơi nãy giờ mới được có 412 tiền, không biết chừng nào mới đủ 5 850, chắc 850 là không đủ rồi đó. Thôi kệ, chắc mình mua cái revolver mình chơi thôi. Kệ nó có còn hơn không. Nữa, không bao giờ được làm nhân vật chính. Hiện tại giờ đang có hai thằng đang đứng ở đây. Bây giờ mình cũng biết mình phải làm sao đây coi. Ok, có một thằng nữa đây. Chắc là mình sẽ phải lên chắc phải lên cao thử chứ
Ok, chắc là đứng trên này ổn nè. Đứng trên này dễ quan sát nó hơn nè. Đứng trên này là bốn phương tám hướng đều thấy được. Kể cả trên dưới vãi gớt luôn rồi. Thiệt tình. Đừng đùa chứ. Lỡ nó xuất hiện sao? Ý ý, cái mập đang bị mất máu kìa. Mình nghĩ nó đang ở đâu bên khúc này nè, mình phải qua hỗ trợ mấy thanh niên đó, y chang luôn. Hay, mình phải giết nó mới được. Không có để cho nó giết người, coi gì để nó giết người là mình sẽ bị mất tiền. Nói chung là giết nó càng càng sớm càng tốt. Trời, mấy thanh niên này bắn nhiệt tình lắm luôn, bắn 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 lắm nhiệt tình luôn á. Nghĩ sao vậy, nó đâu phải nó bơi thẳng đâu, nó cũng bơi xéo bơi nghiêng gì. Hồi đứng nãy giờ đứng có hướng bắn hoài à. Hồi đúng đúng như cần luôn. Ok, hả? 99 pô luôn phải không? Quá sướng, được đủ 500 ngàn rồi. Đủ. Nó đẩy mình ra ngoài luôn vậy. À, bây giờ mình sẽ mua cái revolver. Mua không ta? Ok, mua luôn đi. Đây nè, sát sát item nè. Là Bay Healer sẽ time use nè, chỉ sử dụng một lần thôi. Bởi vậy nên chắc là mấy cái item bên sát chắc không có mua đâu, xài được có một lần. Hình như là xài được một lần trong một trận thì phải, chứ không hẳn là xài một lần ở trong chứ phải mua xong xài một lần hết. Mình theo như mình nghĩ chắc là xài một lần cho ý trời, nó xuất hiện rồi. Ôi ơi, này mình nghĩ cái thằng cái súng revolver này bắn cá mập cũng khá thốn ấy chứ. Wait, no 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 no, ok phải vậy chứ. Nhận được thêm 84 bồn nữa, nãy giờ mà 84 bồn là ngon rồi. Đâu chứ, chứ đâu có phải mất thời gian mà đợi lên 850 V mà, trời ơi. Nãy giờ chơi ít nhất cũng gần 10 gián rồi đó. Mà gián nào cũng chín chín là ngon rồi. Ôi, cái map tên Bikini Bích Bích Cầm. Kẻ giết Hào hả? Mà quá, cái tên đó cần gì đó. Ok, bây giờ mình sẽ tập. Trời, chưa kịp nói xong, tính nó là cặp chung mà rốt cuộc bây giờ dân chúng nó cặp hợp ở đây hết rồi. Cần quá, trời ơi, đó, rồi, 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 thấy rồi, một thẻo cho thanh niên. Ủa, nó đâu vậy? Thôi, 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 để gài đạn cái núp trước rồi kính sau. Đây, 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 wait, no, 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 what, holy shit. Một đống thằng nó nhè mình nó cắn thiệt tình chứ. Nho vãi chưởng luôn. Rồi thì ok, thì chắc mình sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như các bạn nào thấy thích thì hãy like, share video này và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nhé. Bye bye.